Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cấp. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cấp hàng ngày. Và đây là hai cây bô, cây bô 50 phân khối có dĩ và cây bô 70-90 không vỉ dành cho anh em gắn tất cả các loại xe, đặc biệt là xe DD, gắn cây này là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay hai cây này cho các bạn coi nha. Mình sẽ quay song song hai cây có một lúc cho anh em dễ so sánh, và để anh em nào có nhu cầu coi cây nào thì sẽ chủ yếu coi cái cây đó thôi nha. Mặt ngoài hai cây đều đẹp hết nha các bạn. Đó, mặt ngoài hai cây đều đẹp. Đây là cây 50, đây là cây 70-90 các bạn. Rất là đẹp. Phần cổ hai cây đều đẹp như nhau. Đây, 50 70 phân biệt ở chỗ là cái cổ của nó nhỏ xíu nha các bạn. 50 cái cổ nó nhỏ. Đây, cho các bạn hình dung. 50 cái cổ nó nhỏ còn 70 cổ nó bự. Đó. Quay lại cái lỗ này thì nó bằng nhau nè. Còn cái đít này nè. 50 thì cái lỗ nó to. Còn 70 90 cái lỗ nó nhỏ. Đấy, cái lỗ nó vừa đút được cái con út. Còn lại có thể đút được cái con cái vừa nha. Đấy, mình sẽ quay cho tiếp hai cây. Đây, phần chữ này này là H MGK4 Honda Wuxi. Còn đây là GTO Honda Wuxi. Đấy. Đây là mặt trên các bạn. Bây giờ mình sẽ lật ra mặt sau, mặt dưới nè. Đấy, lật mặt dưới hai con. Đấy, phần cổ thì cái cây 50 đẹp hơn nè. Còn cái 70 90 thì sẽ hơn chút. Nhưng ai quan tâm là thì quan tâm một cây thôi, không không thế nào mà gắn 50 mà mình quan tâm cây 70 90 rồi. Các bạn quan tâm đúng cái cây mình cần thôi. Đấy. Rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp, mặt dưới không có bị rỉ sét nha. Rất là đẹp. Nếu mà nói hai cây thì cây 50 đẹp hơn cây 70 90 nhiều nha. Đó, cây này ở phía dưới nó hơi đốm mè một chút phía dưới thôi. Này thì nó ngon nè. Còn phần này thì nó không có mè nha các bạn. Đó. Phần bắt bô đẹp nè. Phần bắt bô đẹp nha. Đó, chúng ta coi mặt trên mặt dưới các bạn. Mặt dưới hồng. Mặt ngoài có 50 nè. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Đẹp. Cực kỳ đẹp nha. Đấy. Rất là đẹp luôn. Có mặt bụng dưới ngoài cái này cũng rất là đẹp luôn, sáng o nha các bạn. Cây này về phía ở đây mặt ngoài nó có hơi bị xước một chút nha các bạn, đó hơi bị xước một chút, cũng không đáng kể nha, không đáng kể. Tổng quan là hai cây đều đẹp hết, đích hai cây đều đẹp nha. Đây đích 50 nè, còn đây là đích 70, 20 nhỏ hơn các bạn. Rồi, như vậy anh em nào có nhu cầu lấy cây nào, các bạn gọi số điện thoại phía trên màn hình giúp mình nha. 0982 116 306, có thể nhắn tin trong Zalo hoặc gọi trực tiếp nha. Các bạn lấy hàng ở Sài Gòn. Còn những anh em nào ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn nha các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Xe Cấp.